Hey, chào các bạn. Này mình ghép dặm cây màu tím cho một chậu. Giờ gần tới Tết rồi, nên mình sẽ nhổ lên đem vô nhà. Mình sẽ ghép cái đoạn này qua bên đây. Tại vì hôm trước là nó được con bò, ông móc được 3 khúc nhưng mà ghép mới rớt hết. Các bạn nào mà coi cái video màu tím sẽ biết câu chuyện như cây màu tím này đúng không? Thì mình ghép 3 bò nó rớt hết, còn con bò nên giờ nó lên dài nè. Giờ mình sẽ ghép dặm qua. Giờ mình sẽ cắt cái hoa này bỏ đi. Bị mấy cái con quái quỷ gì nó chích. Kẹp bỏ. Màu tím. Rồi, xong mình sẽ ghép vào bên đây. 2 bo. Là ok rồi, ngăn đây. Chắc luôn ngăn này luôn nha. Tại vì khi các bạn ghép dặm á là các bạn làm cho nó đứng hết luôn, đứng đọt hết luôn. Tại vì nó bù qua mấy người kia. Cho nó phát triển đồng đều. Các xác xuống cho nó trắng hết, để nó bị thâm không. Đây. Mình đã cắt một bo như nè. Một bo thì khoảng 2 mắt. Ghép 2 mắt là ok nhất, ok là chuẩn nhất. Nếu mà bạn ghép 3 mắt trở lên đó, thì nó sẽ bị trong trên. Để hơi là tầm tí xíu. Mấy em gà ham he nó nhiều lắm á. Ham he nó ghép bù lại. Tới giờ trời tại trời này sẵn cái thời điểm này mình gần Tết nè, giờ mình ghép đây khoảng còn tuần nữa thì ghép tuần nó dính rồi. Bây giờ mình đẩy ngoài trời được xong rồi gần tới Tết mình đem về nhà luôn. Đó, kéo xuống, mình thích ghép á. Rồi, còn một bên nữa là xong. Rồi, phục xuống. Ok. Đó. Nếu mà nó dính thì bạn nào thích thì mình để lên các bạn chơi luôn. Cây màu tím hoa nãy đó, hoa rất đẹp nè. Nhìn đã không? Có bạn nói là hoa màu tím rất khó ra hoa, cái đó nó ra xong rồi nó bị thúi. Cái đó là nó thúi hoa là nó phục vụ phạm trù khác các bạn. Nó không phải là do cây này khó trồng đâu. Thú hoa là do nó bị bệnh á, bệnh đủ thứ chứ. Mình trồng thú rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà biết cách thì hôm trước mình có lên group Facebook mình than vãn thì người ta nói là phải tìm mua thuốc mà diệt côn trùng chích hút á. Rồi với lại xịt gì mancozeb mà nó bị bệnh tháng thư, thú nhũng rồi lum lum đó. Xịt cái đó thường xuyên thì nó sẽ không có bị thúi. Thì cái đó thì mình chưa có thể nghiệm được. Thì hiện tại vườn mình ra hoa rất là nhiều. Nhưng mà chắc là do đợt cuối của bệnh dịch á, nó hết bệnh rồi sao nên là nó ra được hoa. Là năm sau mình sẽ tìm cách mình làm thử theo những gì mấy người đó hướng dẫn thử coi. Cho nó có ổn không. Ai. Còn phần này thì mình khoan hết cắt rễ mình để luôn.
mình sẽ kiếm chỗ mình để nó cho nó ngoài trời luôn, cái tự động mấy cái rễ con nó khô rồi xong mình sẽ cắt. Đây cây này đây, mình sẽ lấy cây này mình ghép cái cây này hôm trước ghép ghép hot girl nè, rồi xong cái có ông anh tới chơi tài tính tặng ông mà cuối cùng ngồi nói chuyện hồi nó gãy bà nữa lên một khúc bo dài vậy luôn mà nó gãy, giờ nó không phục hồi nó luôn rồi nó đi theo ông theo bà luôn. Bây giờ mình nhổ lên, thế là tầm hôm trước mình đun gãy lên ừ tính ra trồng vậy nó ấm ghê ha. Gạt ngang đây cái cây này nó còn sung không, nó còn sung lắm nên là mình chờ một chút xíu cho nó chảy nhựa hả. Ngon rồi, dẹp này qua một bên xong rồi đó. Vậy là cứ chờ thôi, mình để khoảng một tuần là nó sẽ dính các bạn, một tuần nó sẽ dính mà nó ngon nữa là khoảng 10 ngày là nó đâm lủng bọc luôn, đẹp ha. Khu này khu là tưởng niệm liệt sĩ nè, để sĩ tử trọng tử trần. Để đây kiếm cái giấy đầy là đẩy cái lại, ok đó, vậy đó này ghép đi trang bảy nhi luôn. Rồi ai thích lấy hai cây này về ha, 120.